Mẹ em bị thiếu máu, đi truyền máu ở bệnh viện huyết học trung bình 2 tuần một lần. Các kết quả xét nghiệm máu nhiều chỉ số không nằm trong chuẩn. Đáng chú ý là bạch cầu thường hay tăng rất là cao. Bác sĩ cho nhập viện uống thuốc ức chế hạ bạch cầu rồi mới cho truyền máu được. Nhờ nhà thuốc tư vấn thuốc nam để điều trị về bệnh thiếu máu loạn sinh tủy này. Xin chân thành cảm ơn. Chào bạn, kinh nghiệm dân gian có một số vị thuốc có tác dụng điều trị được bệnh bạch cầu hay còn gọi là bệnh máu trắng rất là hay. Một trong những vị thuốc có công dụng điều trị hiệu quả đó chính là hai cây thuốc là cây dừa cạn và cây bồ công anh. Đây là hai cây thuốc có tác dụng điều trị bệnh của mẹ bạn. Trường hợp của mẹ bạn thì có thể sử dụng hai cây thuốc này để sắc nước uống giúp hỗ trợ điều trị bệnh. Hai vị thuốc trên đều là những vị thuốc dân gian rất là thông dụng, không có độc tính nên bạn có thể hoàn toàn yên tâm để sử dụng làm thuốc. Với liều lượng cụ thể như sau: bồ công anh 20g, dừa cạn 15g, luôn uống thay nước hàng ngày. Một số thông tin tôi xin phép được chia sẻ đến với bạn. Nếu có bất kỳ thắc mắc gì thì bạn có thể gọi đến số hotline của Thảo Dược Đức Thịnh để được nhân viên tư vấn thêm ạ.